Xứ Ly Gia chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà mình là một số cây sứ thái ghép nha. Trong video này thì có sứ zin nè, rồi sứ ghép dạng thông thường, cây dáng nằm, cây củ quái luôn. Giá cây em bán hôm nay là 60.000 đến 250.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là 200.000 trở lên em mới gửi nha cả nhà. Em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện, hàng em ship toàn quốc luôn. Rồi mình có cây số 1. Cây số 1 là ghép một giống này, hoa có hương thơm, Reti, hoa màu vàng nha. Tên đầy đủ nó Reti Lady, cây dáng nằm. Cây này bị cái sẹo đây. Phần bên đây thì nó cắt đây nè. Rễ nó đang tua xuống nha. Rồi cây ghép 7 bo 100.000. Giống này có hương thơm, màu vàng. Rồi tiếp số 2. Số 2 là một giống hoa chuyển màu nữa, Thu Thủy 10, hoa màu vàng chuyển sang hồng nha. Cây này cái tán cây rất là đẹp luôn. Đây em quay cho mình xem cái tàn của nó nè. Cái loại này là cái vàng lá nó cũng đẹp nữa nha cả nhà. Vàng lá to bản xanh, xanh rì luôn. Củ quái, cây ghép 8 bo 150.000. Hoa màu vàng 3 lớp, nó sẽ chuyển sang màu hồng nha. Tiếp số 3. Số 3 là mộng yến. Đây mộng yến giống này là vàng nụ nó ra cực kỳ luôn. Thấy cái vàng nụ nó đang ra nè cả nhà. Cây mộng yến này 9 bo nha, 150.000. Số 4. Số 4 ghép hai giống Lưỡng Nghi, hoa năm cánh và Thần Tài Gò Công, hai lớp màu đỏ. Xây hoa Thần Tài Gò Công to lắm. Cây mình tựa đã ra dài luôn. Đây những cây tựa dài em quay cận cho mình xem, mắt ghép của nó dính liền rất là chắc khỏe luôn nha. Củ già, cây 5 bo 150. Số 5. Số 5 là ghép mảnh long ba, hoa màu vàng viền hồng, cây 4 bo 150. Số 6. Số 6 ghép hai màu, màu tím than, hoa màu tím với lại ngọc hiển là 5 cánh màu vàng có sọc giữa cánh hoa rất là duyên luôn. Cây mình 8 bo 150. Số 7. Én. Én là hai lớp nè cả nhà, bông rộ lắm nha. Én đang nở hoa. Cây mình 6 bo 150.000. Số 8. Số 8 là một cây này nó vô đẻ san hô rồi nè cả nhà. Reti nha, cái giống này rất ít có khi mà nó có đẻ san hô, nhưng hôm nay em nó đã cho mình đây nè. Đẻ san hô nè. Cái những cái loại san hô thì nó sẽ ra cái vàng nụ như thế này đây ạ. Nhìn tuyệt vời luôn. Hoa có hương thơm nữa nha. Rồi cây Reti này là 6 bo 150. 6 bo 150.000 có vô san hô luôn. Số 9. Số 9 là một giống hoa này có hương thơm luôn nha, thơm đậm mùi. Hoa 4 lớp. Màu trắng và đỏ. Trắng đốm đỏ. Cái này là sứ hạt, từ sứ hạt lai tạo, thấy hoa nó có hương thơm mà test ghép ra nha cả nhà. Chưa có tên. Bên em tạm kêu nó là 4 lớp. 4 lớp đỏ nha. Cây ghép 6 bo 150.000. Củ này nhìn quá nhẹ nha cả nhà. Cái giống này là có hương thơm đậm mùi luôn nha. Hoa 4 lớp. Nhìn cái vàng nụ nó ra rất là xuất sắc luôn. Giờ hôm nay trời mưa nhiều quá nó hư banh nụ nữa nè. Chứ không mấy giống này mấy lúc ngày thường nó ra nụ dữ lắm. Tiếp số 10. 10 là Nguyệt Tâm 3. Màu tím. Cây 7 bo 130. 3 lớp luôn nha, hoa 3 lớp. Tiếp 11. 11 một em củ quái nè. Củ này già quái mà nó có 3 bo nha cả nhà. Giống hoa này rộ lắm. Hoa to nữa màu hồng 3 lớp. Cái này là chơi từ hoa cho tới cây luôn. Cái củ thì rất là đẹp, cái tàn. Tàn trên thì có 3 bo thôi, nhưng mà ghép cái giống này là hoa đẹp, hoa rộ. Giá 60.000. Củ to chặt chậu C10, 60.000. Số 12. 12 là Phương Lam X5. Cây 10 bo, 150. 13. 13 tiếp một em củ quái nữa nè. Ghép giống kim phát nha. Em quay cho mình xem cái củ nó chứ. Để trên cái vàng xoay nó hơi bị khó. Để trên cái đế xoay thì nó dễ hơn. Đây, cây kim phát của mình đây.
Kim phá củ quái. Cây bảy bo 200.000. Số 14. 14 là tuyệt đỉnh, giống này có hương thơm luôn nha. Thơm hoa rộ. Đây. Trắng viền hồng. Cây 10 bo 150. Số 15. Vân Huế 7 hai lớp màu hồng. Giống này thì hoa nó cực rộ luôn. Cây này tựa dài. Ai yêu chiếc zin thì đón em nó về đợi mình là chiếc zin được. Cây 5 bo 150. Số 16. Hồng chi. Hồng chi là màu trắng viền hồng nè cả nhà. Giống này hoa rộ lắm. Cây 10 bo 150. Số 17. 17 là ghép hai màu. Ferrari với lại màu tím than. Củ già cây 6 bo 200.000. Củ này là về mình sang qua nuôi em nó trong chậu 7 tấc. Củ to nha. 6 bo 200. Tiếp 18. 18 là một em củ quái. Ghép giống Phương Lam 23, hoa chuyển màu, vàng chuyển sang hồng, cây 6 bo 130. Số 19. 19 một em củ quái nhẹ nữa nè, ghép Fancy 10, màu tím sọc nha. Cây 6 bo 130, hoa 3 lớp tím sọc. 20. 20 một em củ quái nữa. Cái dạng này khúc đây là toàn những cây củ quái không? Củ này quái nha. Ghép giống Black Amalith. Cây 7 bo 130. 21. 21 một em củ này là củ quái nè. Cây này mình để về sang qua cái chậu sành xinh xinh để ban công hoặc là để trong bàn làm việc là rất là tuyệt vời luôn. Cây này thì tựa đã dài luôn nha cả nhà. Cái này em để giống lại ghép nhưng mà cái giống này để ghép nhiều rồi nên chừa lại bỏ ra bán luôn nè. Thấy cái củ nó đẹp quá đưa ra bán luôn. Chứ cây này dự định để giống đó nha. Cây này 10 bo tựa ra dài. Cái này anh chị em nào cần lấy bo ghép thì đón em nó về là làm giống được luôn. Củ quái, củ già. Cây 10 bo 200.000 ghép kim ngọc 5. Kim ngọc 5 mình đang vô nụ luôn nha. Tựa dài. Cây 22. 22 là cây sứ zin. Hoa ba lớp màu hồng tên kỳ duyên. Đây mình xem cái dạng tàn của nó trước đi ạ. Cái tàn nó bung ra rộng nha. Em đã thử là ngang qua cỡ 6 gang tay của em luôn. Xuống xem cái đế nó đây. Em quay lên giới thiệu mình những cây zin số lượng ít này thì lựa những cây có dàn đế. Nói chung là những cây cũng hàng đẹp đẹp. Em đưa lên giới thiệu mình nha. Hiện tại thì ở vườn em cái cây sứ zin này, kỳ duyên này rất là nhiều. Có đủ và lặng dạng giá luôn. Ở nhà thấy ai thích sưu tầm cái dạng zin này thì cứ alo với bên em sẽ giới thiệu thêm cho mình. Rồi, cái đế cây này rất là đẹp nha cả nhà. 250.000 cho cây kỳ duyên này ạ. Rồi em xin nhắc lại thì trong video này cả nhà ai mua 10 cây em sẽ tặng mình một cây làm quà nha. Không nhất thiết là mình chọn một đêm 10 cây nha, mình cứ việc chọn. Em gom hàng cho mình, gom đơn cho mình trong vòng một tuần. Trong một tuần đó mình gom đủ 10 cây mình yêu thích thì em sẽ tặng cho mình một cây nha. Em gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện. Cây đi Tô Châu sẽ để nguyên chậu gửi cho mình. Đi Bưu Điện thì nhổ ra vũ sạch đất đóng thùng hàng giao tận nhà luôn. Em xin chia sẻ thêm thì bên em nay có cung cấp thêm nguồn phân hữu cơ là phân dơ nha. Cái phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng mình là giúp cây có bộ rễ khỏe, vàng lá xanh, ít sâu bệnh, ra nụ nhiều, hoa có màu sắc chuẩn. Và cây ăn trái á, thì mình bón cho nó là cây có vàng lá xanh tốt luôn. Và nó giúp cây mình có độ ngọt, nó cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây trồng mình cần. Cả nhà hãy ai có nhu cầu xài nguồn phân đó thì cứ alo bên em ha. Trang trại em cung cấp sỉ và lẻ luôn, ship hàng phân đó cho toàn quốc. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ hàng ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối ngắm hoa vui vẻ.